Hello, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia Morning Club sản xuất 2016, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A27544. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu Hàn Quốc, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp của em. Hàng em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Một mẫu xe màu đỏ xịn sò nguyên bản theo xe thương hiệu Hàn Quốc. Đấy, một mẫu xe Kia Morning. Đấy, Kia Morning là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không ai hỏng mặt. Đấy, sơn xi màu đỏ, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Đấy, lốp dép của nó này. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn luôn các bác nhá. Đấy, lốp dép này rất là dày dặn các bác này. Tất cả ta lông này vẫn còn, đấy, vẫn còn ta lông các bác nhá. Đấy, lốp dép thì vẫn còn ta lông luôn. Đấy, hệ thống cua lốp này. Đấy, tất cả thun chăm sóc này các bác này. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đăng kiểm của em nó còn đến tháng 8 năm 2022. Hệ thống lốc của xe này. Đấy, lốc của nó này các bác nhá, rất là đẹp luôn. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016. Một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Nội thất đây, ghế da màu ghi. Đấy, ghế da màu ghi, màn hình Android. Màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhá, màn hình Android cam nồi đầy đủ. Đấy, sơn xi thì màu đỏ xịn sò. Đấy, bệ bậc lên xuống các bác này. Đấy, bệ bậc lên xuống này. Táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác này. Táp ly vẫn còn gai sần, rất là đẹp luôn. Tất cả hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đấy, ốc ác thì vẫn còn sơn chấm 7 màu các bác nhá. Sơn chấm 7 màu luôn. Đấy, phần cột kèo và đinh tán của xe. Đấy, cột kèo đinh tán các bác nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Cột kèo đinh tán nguyên đai nguyên kiện. Khung cánh cửa thì không hề có hiện tượng mục mọt. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin, máy số zin các bác nhá. Keo chỉ zin, máy số zin. Một mẫu xe màu đỏ xịn sò nguyên bản. Ai yêu màu đỏ thì cứ alo cho em. Alo trực tiếp cho em. Đấy, các bác mua về sử dụng thì quá yên tâm các bác nhá. Dòng này thì máy móc của nó rất là ổn định luôn. Ghế da màu ghi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, các bác xem. Ghế da màu ghi xịn sò. Trần nỉ nguyên zin. Đấy, trần nỉ nguyên zin đã được bọc một lớp ni lông bên ngoài. Đấy, nguyên bản các bác nhá. Phần táp ly của cánh cửa này. Táp ly của cánh cửa của đằng sau bên bên phụ các bác nhá. Âm thanh này. Đấy, âm thanh thì cực hay luôn. Ốc ác bản nề này. Chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá. Chưa hề động đến ca lê mở lết luôn. Tất cả hệ thống khung cánh cửa này. Đó, khung cánh cửa các bác nhá, không hề có hiện tượng một mọt keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin bật lên xuống này. Đấy, cột kèo và đinh tán của xe nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, với giá tiền 196 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ. Đấy, cũng như vụ vận chuyển cho các bác nhá, cũng như bao vận chuyển cho các bác, ship đến tận cửa nhà cho các bác luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016 các bác nhá. 2016 mang nước sơn màu đỏ xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, hệ thống đèn đóm này, đèn phanh của xe này các bác này. Đấy, rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Gạt mưa này. Đấy, màn hình và cam nồi này, màn hình cam nồi này. Sau đây là phần cốp sau xe các bác nhá. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Bản hatchback một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn thôi các bác nhá, nhỏ gọn. Nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu các bác nhá. Đấy, tất cả đinh tán răng giật máng nước này OK luôn. Đấy, ốc ác cỏ lắp cốp này. Đấy, keo chỉ này. Đấy, zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, thương hiệu Hàn Quốc. Đấy, tổng quan của lắp cốp này. Đấy, khá là đẹp luôn các bác nhá, khá là đẹp và xịn sò luôn. Và sau đây em sẽ đi vào phần quả lốp sơ cua này. Vâng, đây là các bác nhá. Đấy, quả lốp sơ cua này. Đấy, kích trên trong này đầy đủ luôn.
Đấy, sơn si thì màu đỏ này. Sàn xe này các bác này không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Sàn xe thì không mục mọt luôn. Đấy, máy gầm thì lại chất. Còn đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đấy, các bác xem gầm bệ này. Gầm bệ của nó này khá là chắc chắn luôn. Đấy, gầm bệ chắc chắn không hề mục mọt các bác nhá. Gầm bệ chắc chắn luôn, không hề có hiện tượng mục mọt. Nốt dép thì đấy, rất là dày dặn luôn. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xong và sử dụng thôi. Đấy, bên em đấy, với giá tiền 196 triệu đồng đấy, bên em có bao hồ sơ đấy, cũng như bao vận chuyển cho các bác nhá. Bác nào không vận chuyển thì em sẽ bớt tiền cho các bác nhá. Đấy, phần thùng chăm sóc này. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp này. Đó, không hề mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Táp ly của cánh cửa này. Táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, các bác xem táp ly cánh cửa này, âm thanh thì cực hay luôn. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần các bác này, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả hệ thống keo chỉ của xe. Đấy, zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Đấy, một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, thương hiệu Hàn Quốc. Ốc áp bản này vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn, lót sàn đầy đủ rồi. Đấy, lót sàn đầy đủ rồi. Mua về chỉ việc đổ xăng anh em sử dụng các bác nhá. Đấy, đinh tán trang giật của xe này. Đấy, mối hàn chập điện này. Nguyên bản luôn các bác nhá, nguyên bản luôn. Đó, nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đây các bác xem này, nội thất thì tươi ra nói luôn, bô lăng hai chấu này, màn hình Android to phạc luôn, ốp bản nề này. Đó, chưa hề động đến tele mở đét, tem mác thân máy sản xuất. Đấy, hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo zin, máy số zin. Cột kèo keo chỉ, máy số zin các bác nhá. Đấy, cột kèo keo chỉ, máy số zin luôn. Phần hệ thống táp ly của cánh cửa này, táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, bảng tổng gương kính chỉnh điện các bác nhá. Phần keo chỉ của xe. Đấy, tất cả keo chỉ zin luôn. Hệ thống cung cánh cửa này không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Ốc bản nề, ốc ác vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Phần bệ bậc lên xuống này. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Bô lăng của nó là bô lăng hai chấu này. Đấy, bô lăng thì khá là đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lổ ngay. Đấy, máy búng nhẹ cái lổ ngay. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016 mà giá tiền chỉ có 196 triệu đồng. Đấy, 196 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ cũng như bao vận chuyển cho các bác nhá, bao vận chuyển ship cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em, màn hình đầy đủ rồi. Em đóng điều hòa các bác này. Đấy, điều hòa hai chiều này, lạnh này, nóng này. Đấy, nóng và lạnh các bác nhá, đầy đủ luôn. Đấy, điều hòa thì rất là mát. Đấy. Sau đây em sẽ cài số lùi này. Đấy, màn hình cam lùi. Đấy, đầy đủ các bác nhá, màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy, nội thất thì tươi ra rói luôn. Quả số này, phanh tay này các bác này. Đấy, chân của nó là chân nỉ các bác nhá, chân nắng này. Đấy, hệ thống đèn trần này, gương chiếu hậu này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Phần kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá, hoạt động rất là trơn tru luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu Hàn Quốc. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đấy, nguyên bản theo xe. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, 4 chiều ok các bác nhá. Đấy, phần hệ thống táp lô của xe các bác này. Đấy, táp lô của xe này, cảnh báo nguy hiểm này. Đó. Đấy, cảnh báo nguy hiểm các bác nhá. Phần hộp đựng đồ này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhá. Đi vào phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Morning
sản xuất 2016, xem là máy số zin các bác nhá, máy số zin luôn. Đấy, nội thất thì ok, đấy, nội thất tươi rói, màn hình cam nồi, màn hình Android. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn, mà giá tiền rất là rẻ các bác nhá, chỉ có 196 triệu đồng thôi. Đấy, các bác xem này, máy móc này cổ đó cho xe các bác nhá, máy số zin luôn. Đấy, máy thì không hề có hiện tượng gì dầu này, bốn máy, máy 1.25 đấy, rất là khỏe khoắn mà lại tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, thương hiệu Hàn Quốc, chỉ có 196 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016. Đấy, máy số zin, keo chỉ zin, vẫn còn keo đuôi chuột các bác này, máy số zin, keo chỉ zin các bác nhé. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, màu đỏ xịn sò nguyên bản trong xe, mà giá tiền thì chỉ có 196 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như bao vận chuyển cho các bác nhé, bao hồ sơ bao vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em. Tất cả ông các lắp cabo này chưa hề tháo lỗ các bác nhá, keo chỉ này, đấy, zin luôn, tất cả các lỗ tròn này, đấy, không hề có hiện tượng móp méo các bác nhá, không hề móp méo luôn, đấy, không hề móp méo. Mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016 này. Đấy, ốc áp thì nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, máy số zin, keo chỉ zin. Đấy, sơn xi màu đỏ xịn sò nguyên bản cho xe. Máy lổ này rất là êm luôn. Đấy, lổ không có một chút hơi thừa nào các bác nhá, không có một chút hơi thừa nào luôn. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đấy, lổ thì không hề có một chút hơi thừa nào luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, máy thì rất là chất luôn, nổ rất là êm, không có một chút hơi thừa nào các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về sử dụng thì quá yên tâm luôn các bác nhé. Dạ vâng, ô tô Vũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016 mang nước sơn màu đỏ, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.25 với giá tiền 196 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.